Chào mừng bạn đến với Tu La To, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao cùng đối mặt với một vấn đề mà kết quả mọi người thu được lại khác nhau không? Tại sao có một người thành công về mọi mặt, còn có những người khác thì lại không? Khám phá ngôn ngữ tư duy của tác giả Philip Miller sẽ trả lời cho bạn những câu hỏi này. Vậy hãy cùng Tu La To tìm hiểu cuốn sách thú vị này nhé! Tác giả Philip Miller là bậc thầy về NLP, chuyên gia huấn luyện NLP, đồng thời là chuyên gia đào tạo cách ứng dụng NLP trong kinh doanh. Ông là giáo viên thỉnh giảng đề tài phát triển doanh nghiệp quy mô nhỏ tại khoa kinh doanh Đại học Cranfield, Anh Quốc. Bên cạnh đó, ông cũng trợ giảng cho chương trình phát triển kinh doanh BGP của trường đại học này. Với những ai đang tìm hiểu về NLP để phát triển các kỹ năng giao tiếp, ứng xử hay mong muốn đạt được sự tập trung cao độ để cải thiện hiệu suất về công việc, thì hãy để Philip hướng dẫn bạn đạt được những điều đó thông qua cuốn sách thú vị này nhé! Bạn biết không, nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey với khối tài sản lên tới 3,5 tỷ USD từng tiết lộ rằng NLP là một trong những bí quyết giúp bà đạt tới đỉnh cao danh vọng. NLP cũng chính là chìa khóa làm nên thành công của rất nhiều nhân vật tên tuổi khác như Anthony Robbins, diễn giả hàng đầu thế giới, hay cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và nhiều nhân vật tên tuổi khác nữa. Như bạn thấy đó, NLP chính là một trong những công cụ mạnh mẽ được họ sử dụng để nâng cao trình độ bản thân, giúp họ tạo dựng nên nền tảng để đạt tới đỉnh cao trong lĩnh vực của mình. Với cuốn sách này, Philip sẽ tóm gọn vắn tắt các công thức thành công của những tấm gương trên bằng cách khám phá những bí mật đằng sau hộp công cụ cuộc sống. Khám phá ngôn ngữ tư duy là tâm huyết, là sự nỗ lực bền bỉ của Philip Miller nhằm chia sẻ với mọi người lợi ích thiết thực của NLP trong công việc, trong cách đối nhân xử thế, khám phá bản thân và trải nghiệm cuộc sống. Các câu chuyện về nhân vật hoạt hình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những thông điệp mà ông muốn gửi gắm trong chỉ chưa đầy 180 trang sách như sau. Thứ nhất, hộp công cụ cuộc sống của tác giả. NLP là viết tắt của Narrow Linguistic Programming, thường được biết đến rộng rãi là lập trình ngôn ngữ tư duy. Philip đặt cho NLP một cái tên thật thú vị, đó là hộp công cụ cuộc sống. Hộp công cụ ấy sẽ giúp ích bạn điều gì? Bằng lối viết đơn giản cùng minh họa hình học trực quan, ông chia chiếc hộp làm hai ngăn, một ngăn để hiểu chính mình và một ngăn để hiểu người khác. Với hộp công cụ quyền năng trong tay, bạn sẽ học được cách tương tác và giao tiếp sao cho hiệu quả, đánh thức nguồn động lực tiềm tàng của bản thân, đồng thời hình thành nên lối tư duy tích cực, sáng tạo và nhiều điều hơn nữa. Thứ hai, sức mạnh của hộp công cụ quyền năng. Bạn mong muốn tạo dựng sự hòa hợp với mọi người, bạn đang mất định hướng và mông lung về bản thân, hay bạn đang tìm cách thoát khỏi thói suy nghĩ bình thường để bứt phá bản thân? Miller sẽ dành từng chương riêng để cùng bạn thảo luận và tìm ra giải pháp cho vấn đề mà bạn đang gặp phải nhé. Bạn hãy thử nghe qua tiêu chuẩn 3R mà ông đề cập trong cuốn sách này. 3R là viết tắt của từ Respect, tôn trọng, Reassurance, trấn an và Recognition, công nhận. Hãy dùng tiêu chuẩn này để kiểm tra xem liệu bạn có đang hành động tư lợi hay đang cân nhắc đến lợi ích của mọi người hay không. Tôn trọng người khác, trấn an mọi người và công nhận thực tế rằng mỗi người là một cá thể duy nhất. Đó là nội dung chính của 3R để đưa ra các quyết định đối nhân xử thế hợp tình, hợp lý nhất. Đó mới chỉ là vài trong số hàng loạt các công cụ quyền năng mà Philip hay nghe thôi. Bạn còn được biết thêm về 10 ý tưởng thú vị khác trong NLP, các mỏ neo trong cuộc sống và các bộ lọc nhận thức nữa. Tất cả đều đang chờ đón bạn khám phá và tận dụng chúng. Thứ ba, điều mà mọi người thường bỏ qua khi nói về NLP. Miller còn đề cập tới kỹ năng lắng nghe, nội dung mà nhiều người thường bỏ qua khi nói về NLP. Miller đưa ra các lợi ích của việc lắng nghe như tạo được mối quan hệ tốt với mọi người, ít làm người khác phiền lòng hơn. Đối với ông, đây là một trong những mảnh ghép quan trọng trong NLP mà bạn không thể xem nhẹ. Bạn sẽ bất ngờ bởi vì Miller thậm chí còn bật mí 4 mức độ lắng nghe khác nhau và hầu hết chúng ta mới chỉ dừng lại ở mức độ thứ 3 mà thôi. Ông cũng sẽ đưa ra các bài tập thực hành về việc lắng nghe giúp bạn mở khóa cấp độ 4 để làm chủ kỹ năng quan trọng này. Thứ tư, những lời khuyên Miller dành cho bạn. Trong cuốn sách, ông nói, thật tuyệt khi được làm việc với những người có thái độ tốt. Họ là những con người luôn muốn học hỏi và chủ động nâng cao năng lực bản thân. Cũng theo ông, một người trẻ với lòng hiếu kỳ, cầu tiến và ham học hỏi thì sẽ dễ dàng nâng cao khả năng của bản thân hơn rất nhiều. Từng điều hành công ty riêng, ông đặc biệt chú trọng tới thái độ của ứng viên đối với công việc hơn là khả năng chuyên môn hay kinh nghiệm.
Bởi vậy, Miller khuyên các bạn trẻ nên tập trung vào rèn cho mình một thái độ tốt, một tinh thần ham học hỏi và chủ động trong cuộc sống cũng như công việc. Thứ năm, thay đổi nhận thức, thay đổi số phận. Bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao đứa bạn mà lúc đầu bạn không thích nay lại trở thành người thân thiết của bạn hay không? Đó chính là sức mạnh của sự nhận thức đó. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng nó vào cuộc sống của mình để hành động hiệu quả hơn. Philip sẽ hướng dẫn bạn cách có thể xua tan được những cảm xúc tiêu cực, thay vào đó là một thái độ tích cực về sự việc hơn. Theo ông, phương pháp này tỏ ra đặc biệt hiệu quả với các mối quan hệ. Không ai thích sự tiêu cực cả, chính bạn cũng vậy mà phải không? Đừng để những người thân chịu tổn thương vì những lần bực dọc của bạn. Bạn hoàn toàn có thể nhìn sự việc theo một hướng khác. Hãy để Philip chỉ rõ cho bạn hướng đi đó. Hãy ngẫm nghĩ nó thật kỹ nhé. Bạn sẽ học được cách giúp đỡ người khác, giành được sự tôn trọng của họ và cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Cuốn sách Khám phá ngôn ngữ tư duy nhận được cơn mưa lời khen từ phía các chuyên gia NLP và độc giả toàn cầu vì tính hiệu quả thiết thực của nó. Sue Knight, tác giả của cuốn sách NLP at Work, chuyên gia đào tạo NLP quốc tế bình luận như sau. Đây là một cuốn sách tuyệt vời cho những ai muốn tìm hiểu những gì ẩn chứa sau cụm từ NLP. Nội dung sách dễ hiểu cùng với các câu chuyện và hình vẽ sinh động, một phương pháp hay để củng cố kiến thức. NLP giới thiệu những công cụ thiết thực có thể áp dụng vào các hoạt động hàng ngày để làm cho cuộc sống của mình dễ thở hơn. Khám phá ngôn ngữ tư duy của Philip Miller không chỉ đơn thuần là bảo bạn làm gì, thay vào đó sẽ hướng dẫn bạn cụ thể hóa các mục tiêu để bạn trở thành mẫu người mà mình luôn mong muốn. Không phải là nói suông, đó là cả bài học về sự hành động. Vì vậy, nhiệm vụ của bạn là bắt tay vào thực hiện ngay với bộ công cụ NLP quyền năng trong tay. Bạn đã có đủ hành trang cho cuộc viễn trình này rồi đấy. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Khám phá ngôn ngữ tư duy từ Tulato. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!